Hello, chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay đến với hành trình chuyển giới, điều con muốn nói. Trong thời gian vừa qua, Thảo đã làm kênh YouTube Lâm Thanh Thảo Official, và trong đó Thảo có một cái chương trình, đó là chương trình hành trình chuyển giới, ngôi nhà bướm bướm. Và chương trình đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng chuyển giới cũng như cả cộng đồng mạng. Có rất là nhiều người đã vào và ủng hộ cho Lâm Thanh Thảo Official để cho hành trình chuyển giới ngày càng phát triển. Và Thanh Thảo cảm ơn rất là nhiều với sự ủng hộ của quý vị đã làm cho kênh ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngày hôm nay thì Thảo làm thêm một cái kênh nữa, đó là cái kênh Hành trình chuyển giới, điều con muốn nói. Và cái hành trình này thì Thanh Thảo sẽ đại diện cho tiếng nói của những người chuyển giới, các bạn mới bắt đầu từ là mới lớn lên khoảng 18, 20 hay là lớn hơn nữa, các bạn mới bắt đầu bước vào cái ngưỡng cửa của cộng đồng LGBT, các bạn mới chuẩn bị khoác lên người mình bằng những bộ trang phục phụ nữ và bắt đầu trở thành những người cô gái trong tương lai. Thì chương trình hành trình chuyển giới, điều con muốn nói này thì Thanh Thảo muốn thay lời muốn nói của những người con, của những người cộng đồng chuyển giới đã được gia đình chấp nhận, và lên đây để chia sẻ cái kinh nghiệm và chia sẻ những gì mà những người chuyển giới đã được gia đình chấp nhận và ủng hộ. Thì các bạn ấy sẽ lên cái hành trình chuyển giới, điều con muốn nói này, để chia sẻ lại cho các bạn trong cộng đồng mà chưa được gia đình chấp nhận. Và một số bạn sẽ chưa được gia đình chấp nhận, thì các bạn sẽ lên hành trình chuyển giới điều con muốn nói này để nói lên nỗi niềm tâm sự của mình, để gửi lên cái điều con muốn nói này. Mong là cái clip và những cái tập mà các bạn tham gia sẽ được đến gửi đến gia đình, và cũng như một lời nhắn nhủ để mong rằng khi mà gia đình biết được những cái điều con mình muốn nói, sẽ chấp nhận cho các bạn chuyển giới có thể phát triển hơn, và có thể được làm những điều mình thích và sống trong một cái cuộc sống như bao người mong mong ước, có thể trở thành một người con gái thực sự để có thể làm được nhiều việc giúp ích cho gia đình cũng như giúp ích cho xã hội. Sở dĩ Thanh Thảo làm thêm cái chương trình này là mong muốn đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn, để cho cộng đồng có thể ngày càng phát triển hơn, và để cho các bạn trong cộng đồng chuyển giới có thể đi đúng cái con đường của mình. Bởi vì khi xã hội dần phát triển và con người cũng ngày càng phát triển, thì xã hội sẽ thích nghi và sẽ chấp nhận những người chuyển giới. Thì mong rằng đâu đó còn một số bạn vẫn chưa được chấp nhận, thì mong rằng các bạn hãy cố gắng lên, các bạn hãy làm cho mọi người thấy được là mình đi cái con đường đó là đúng, và những việc làm mình là đúng, thì dần xã hội sẽ chấp nhận mình, những người xung quanh sẽ chấp nhận, và đặc biệt gia đình sẽ chấp nhận và ủng hộ mình. Thì Thảo mong là các sắp tới thì các bạn trong cộng đồng này thì, sẽ được gia đình ủng hộ rất là nhiều, cũng như những bạn mà đã được gia đình chấp nhận rồi, thì các bạn lên đây sẽ chia sẻ bằng cách nào để thuyết phục gia đình, để gia đình có thể chấp nhận các bạn. Thì các bạn sẽ nói những cái điều mà thật là thật từ ở trong tim của mình ra, để chia sẻ cho các bạn trong cộng đồng của mình, để các bạn của mình có thể cũng giống như mình được hưởng cái hạnh phúc đó, được gia đình chấp nhận. Vâng, và sắp tới thì mỗi một tuần thứ bảy thì Thảo sẽ phát một tập, và mỗi một tập như vậy thì sẽ mỗi một nhân vật truyền cảm hứng đến từ cộng đồng chuyển giới. Thì mong rằng mỗi một tập chúng ta sẽ được gặp gỡ qua mỗi một bạn trong những câu chuyện. Thì Thảo nghĩ rằng các bạn, khi các bạn theo dõi, các bạn sẽ thấy được số phận và hoàn cảnh của mỗi người sẽ khác nhau. Có người được may mắn được gia đình chấp nhận, và có người thì vẫn chưa được gia đình chấp nhận. Thì mong là Thảo mong là cái điều con muốn nói khi phát ra thì Thảo muốn làm nhiều tập và nhiều số phận để cộng đồng có thể xem và có thể ủng hộ cho cộng đồng chuyển giới, để các bạn có thể mạnh mẽ, sống mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn, cũng như được gia đình chấp nhận và ủng hộ để các bạn có thể phát triển tốt hơn.
Sắp tới thì Thảo sẽ nhận thêm rất là nhiều thông tin, cũng như vừa qua thì Thảo nhận được rất là nhiều thông tin, tin nhắn gửi đến cho Thảo là các bạn nhắn tin về cho Thảo nói về cái tâm sự của mình. Thì Thảo mong là nếu như các bạn có muốn tham gia vào cái chương trình Điều Con Muốn Nói thì các bạn hãy liên lạc với Thảo. Thảo sẽ giúp các bạn và sẽ quay một tập về các bạn có thể lên Điều Con Muốn Nói, các bạn có thể nói được cái nỗi niềm của mình, cũng như các bạn có thể nói hết những gì trong lòng mình muốn nói. Mong rằng sau mỗi cái clip đó thì gia đình mình có thể xem được và có thể ủng hộ mình nhiều hơn ha, và có thể chấp nhận chúng ta đi cái con đường mà chúng ta yêu thích. Thảo mong là các bạn sẽ ủng hộ cho kênh Lâm Thanh Thảo Official ngày càng phát triển hơn, để Thảo có thể đóng góp nhiều chương trình và Thảo có thể làm nhiều việc hơn nữa để giúp cho cộng đồng chuyển giới chúng ta. Một lần nữa Thảo xin cảm ơn rất nhiều và mong rằng sẽ được sự đón nhận từ khán giả cũng như từ các bạn ở khắp mọi nơi để ủng hộ cho chương trình Điều Con Muốn Nói, cũng giống như là chương trình Ngôi Nhà Bướm Bướm đã được rất là nhiều người quan tâm và cũng như ủng hộ. Thảo rất là vui khi mà có thể làm được nhiều chương trình để đóng góp cho cộng đồng. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ Thảo thật là nhiều ha. Sắp tới thì ngày thứ bảy, mỗi một tuần ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ được xem qua chương trình Điều Con Muốn Nói, và chương trình Hành Trình Chuyển Giới Ngôi Nhà Bướm Bướm thì sau mỗi một chuyến đi của các bạn trong cộng đồng chuyển giới khi mà sang Thái Lan để phẫu thuật cũng như ở Ngôi Nhà Bướm Bướm thì Thảo sẽ giao lưu, và nếu các bạn nào thích đóng góp cho cộng đồng thì Thảo sẽ quay những cái clip đó để gửi cho các bạn xem những tập tiếp theo. Còn điều con muốn nói thì sau mỗi tuần thứ bảy thì Thảo sẽ cố gắng làm nhiều tập và cũng như nhiều số phận để Thảo gửi đến mọi người, để mọi người có thể xem qua hoàn cảnh, rất là nhiều hoàn cảnh trong xã hội này của những người chuyển giới, họ phải trải qua những cái công việc gì, họ phải làm gì để đấu tranh để được gia đình chấp nhận và ủng hộ. Thảo mong là có thể đóng góp được nhiều điều bổ ích để có thể giúp cho cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển hơn ha. Thảo sẽ đón nhận thêm nhiều, Thảo muốn thu thập thêm nhiều, thật là nhiều bạn, nhiều cái câu chuyện hơn nữa để cái chương trình Điều Con Muốn Nói này có thể phát triển nhiều hơn, để mọi người có thể xem và ủng hộ cho cộng đồng chúng ta nhiều hơn ha các bạn ha. Vâng, và ngày hôm nay Thảo làm cái clip này thì Thảo muốn giới thiệu đến tất cả mọi người là cả nhà hãy đón xem tập 1 của Hành Trình Chuyển Giới Điều Con Muốn Nói vào thứ bảy tuần này ha, để quý vị có thể xem là điều con muốn nói có thể nói lên những điều gì có thể giúp ích cho cộng đồng của chúng ta. Thảo mong là mọi người sẽ ủng hộ Thảo rất là nhiều và cũng như ủng hộ cho kênh Lâm Thanh Thảo Official thật là nhiều. Các bạn có thể chia sẻ và like, comment, hoặc là các bạn sẽ đóng góp những cái ý kiến để cho Thảo có thể làm cái kênh của mình được tốt hơn, cũng như Thảo sẽ làm cái chương trình Hành Trình Chuyển Giới Ngôi Nhà Bướm Bướm được tốt hơn, và cũng như sắp tới Thảo sẽ làm chương trình Điều Con Muốn Nói được tốt hơn. Thảo luôn luôn đón nhận và sự đóng góp và cũng như cái ý kiến của các bạn để kênh của Thảo ngày càng phát triển hơn, được mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thảo xin cảm ơn rất là nhiều, và mọi người hãy nhớ ủng hộ cho Thảo vào thứ bảy tuần này. Chúng ta sẽ xem tập 1 của Điều Con Muốn Nói, các bạn sẽ xem qua những cô gái, những chiến binh, những cô gái đến từ cộng đồng chuyển giới sẽ nói lên những gì trong trái tim của mình cũng như trong lòng mình để chia sẻ đến cộng đồng, đến các người bạn của mình. Và chỉ mong là các phụ huynh cũng như cha mẹ sau khi có con em hoặc là cháu là người chuyển giới thì mong rằng mọi người sẽ theo dõi kênh của Thảo cũng như xem chương trình Điều Con Muốn Nói này, và sẽ ủng hộ cho Điều Con Muốn Nói cũng như ủng hộ cho các người con của mình có thể đi đúng cái con đường và có thể phát triển tốt để có thể giúp ích cho gia đình thật là nhiều. Một lần nữa Thảo xin cảm ơn rất là nhiều, và Thảo mong rằng thứ bảy tuần này cả nhà sẽ cùng Thảo xem tập 1 của chương trình
hành trình chuyển giới điều con muốn nói nha. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của Thảo và share bài và có thể like, comment để đóng góp cho chương trình ngày càng phát triển hơn, cũng như ủng hộ kênh của Thảo để kênh của Thảo phát triển nhiều hơn nha mọi người nhé. Một lần nữa thật xin cảm ơn rất nhiều và hẹn mọi người vào thứ bảy tuần này. Mọi người nhớ nha, thứ bảy nha, Thảo sẽ phát tập 1. Cả nhà sẽ được xem qua cô gái nào sẽ xuất hiện trong tập 1 điều con muốn nói. Một lần nữa Thảo xin cảm ơn rất là nhiều. Mọi người nhớ ủng hộ cho Thảo ha.